chào quý khán giả của Báo Cà Mau Online. TikTok hiện đang là trào lưu hấp dẫn giới trẻ với hàng triệu tài khoản. Không thể phủ nhận, chính những clip và nội dung mà các TikToker truyền tải sẽ phần nào phản ánh cách suy nghĩ và trách nhiệm xã hội của giới trẻ. Tại Cà Mau vẫn có nhiều TikToker đã và đang chung tay xây dựng một môi trường mạng lành mạnh để làm đẹp cuộc sống và hướng các bạn trẻ đến với những nội dung tích cực hơn. Ở Cà Mau hiện nay có khá nhiều kênh TikTok tạo được tiếng vang, phải kể đến như Lâm Phương Vlog Cà Mau, Marin Cô Nắm Farm, Bé Môi Cà Mau, Trương Phi Thiên. Tất cả đều là những bạn trẻ với xuất phát điểm khá giống nhau, muốn giới thiệu những quán ăn ngon, những khu du lịch đẹp và những sở thích trồng trọt, tạo hiệu ứng sống khỏe, sống vui cho những người trẻ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là du khách gần xa vừa đến thăm Cà Mau cũng sẽ có thêm động lực và sự thích thú để ghé về đây một lần. Dù là những tay ngang, nhưng các TikToker này đều vạch rõ định hướng phát triển kênh TikTok của mình với nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị. Thêm nữa, các bạn chịu khó tìm tòi những điểm du lịch mới mẻ, những hàng quán hay những món ăn ngon để nhanh chóng cập nhật đến mọi người, cộng với góc máy đẹp và khung hình chuẩn, cùng sự đầu tư cho lời bình, lời dẫn càng cuốn hút người xem ở mọi lứa tuổi. Mục đích xây kênh ban đầu của em là có thể chia sẻ và cho để cho mọi người có thể tham khảo được nhiều hơn về những cái địa điểm du lịch, ăn uống và làm đẹp ở Cà Mau. Nên là định hướng tương lai khi mà phát triển cái kênh của em á, thì vẫn là sẽ tiếp tục cái hành trình của mình, giới thiệu đến mọi người những cái điều tích cực, nhưng mà vẫn sẽ có cái sự chọn lọc để mọi người đến trải nghiệm, thì sẽ được trải nghiệm những cái điều tốt nhất. Và bên cạnh đó thì em vẫn sẽ tiếp tục cái hành trình làm những cái video về những cái chương trình thiện nguyện của mình. Đầu tiên thì do cái quá trình là em làm kinh doanh về nấm, và em thấy là cái kênh TikTok là một cái mạng xã hội mà nó phổ biến, càng nhiều người dùng thì mình xây dựng như đó, nhiều người biết thì mình dễ bán hàng hơn. Thứ hai là cũng có rất là nhiều cái kênh mà về vườn á, nhưng mà em chưa thấy cái kênh nào về nấm mà chuyên chứ á, nên là mình có lợi thế đó thì mình làm cái kênh đó để giúp cho mọi người có thể trồng nấm được tốt hơn. Ngoài ra, các TikToker tại Cà Mau đã và đang cố gắng phát triển các hoạt động về xã hội thiện nguyện để góp phần tạo ra những thông điệp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trân trọng những người lao động ở nhiều ngành nghề khác nhau trong cuộc sống. Nhiều bạn còn giới thiệu các quán ăn, các dịch vụ miễn phí cho những hàng quán có đối tượng là người lớn tuổi hoạt động. Một số khác lại biến kênh TikTok thành kênh thông tin bổ ích để thông báo về các sự kiện có tính lan tỏa vì cộng đồng. Theo em nghĩ thì mấy cái cô chú lớn tuổi sẽ không có điện thoại nhiều, hoặc là không có thể tham gia mấy cái hoạt động như là Facebook, TikTok, không biết nhiều về cái nền tảng đó. Thì mình là cái người mà quay lại những cái hoạt động đó và giới thiệu cho nhiều người được biết cô chú hơn, thì em cảm thấy cái việc đó rất là ý nghĩa, vừa giúp được cho mình, vừa làm cho cái Cà Mau của mình thêm nhiều cái quán ăn ngon mà giúp đỡ các cô chú có thu nhập nữa. Em cũng có tạo thêm những cái nhóm trên Zalo và Facebook nữa để liên kết là và kết nối tương tác với nhau hàng ngày, nó tăng cái sự liên kết hơn so với một cái mạng xã hội là TikTok, thì mình chỉ có thể là đăng video lên thôi, còn không có chat được với nhau nhiều á, và tạo thành một cộng đồng trên Zalo và Facebook thì mọi người càng tương tác với nhau nhiều hơn á, thì mà hễ người ta có thắc mắc gì á, người ta nhắn lên là mình có thể trả lời liền. Giữa hàng ngàn video và nội dung phản cảm tràn ngập trên TikTok mỗi ngày, những clip về hoạt động thiện nguyện, trồng nấm thư giãn và tìm hiểu về thiên nhiên, hay giới thiệu quán ăn ngon của những người lớn tuổi nỗ lực cho cuộc sống từng ngày, như một làn gió mới toát lên năng lượng nhiệt huyết tích cực của các bạn trẻ. Với sự nỗ lực và cố gắng của mình, các bạn phần nào chung tay làm cho mạng xã hội lành mạnh hơn, giúp hình thức giải trí này trở nên hiệu quả hơn. Khi mà làm về mạng xã hội á, thì bản thân em thì luôn luôn không mong muốn xảy ra những cái điều tiêu cực, bởi vì mình chỉ muốn chia sẻ những cái điều tích cực tới mọi người nhiều hơn thôi. Nhưng mà mạng xã hội là luôn là con dao hai lưỡi, và chắc chắn là những cái điều đó sẽ không thể nào mà không thể xảy ra. Thì trước những cái bình luận tiêu cực thì em sẽ lựa chọn là cách im lặng và tôn trọng ý kiến của mọi người, bởi vì mọi người đều sẽ có những cái quan điểm riêng, cái sự trải nghiệm riêng, nên là khi mà mình im lặng và mình tiếp tục thực hiện tốt những cái công việc của mình, cũng như là mình chỉ cần mình làm tốt, mình chia sẻ, mình lan tỏa tốt những cái điều tích cực, thì sau đó là mọi người, nếu mà mọi người cảm thấy nó ok, cảm thấy nó tích cực thật sự, thì mọi người sẽ từ từ công nhận thôi. Nếu mà mình chia sẻ một cái thông tin nào đó mà nó thất thiệt hay là những cái thông tin gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến quê mình khá là nhiều, vì vậy mà mình cần phải chọn lọc những cái thông tin nào đó cần thiết mình mới chia sẻ lên, hoặc là những thông tin hữu ích, những thông tin hay thì mình mới chia sẻ lên, chứ những cái thông tin hữu ích, những thông tin mà nó tiêu cực quá thì nó cũng sẽ không hay, cho nên là bên mình khá là chọn lọc. Mình cũng muốn quảng bá du lịch của quê mình nó phát triển nhiều hơn á, vậy mình
cũng có liên hệ trao đổi với bạn đó để mà đăng tải những cái video đó lên để mà chủ yếu là giới thiệu quảng bá này, quảng bá hình ảnh của bên mình thôi. Hiện tại các TikToker không chỉ tự hoạt động riêng lẻ mà các bạn còn phối hợp cùng nhau, nhất là với các phong trào, sự kiện cộng đồng lớn để tạo sự lan tỏa rộng khắp. Một số bạn còn phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau để thực hiện các clip giới thiệu về du lịch tại các ngày hội sự kiện lớn của tỉnh. Từ sự kết nối này, những bạn trẻ góp phần tạo thành một cộng đồng quảng bá về con người, vùng đất Cà Mau đến với bạn bè cả nước.